Xin được kính chào tất cả quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên thì xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, năm Mạng. Bản mệnh đang ở trong giai đoạn năm của vận trình đời người, lục thập, nhi nhĩ thuận. Do đó đã gần như thấu hết mọi sự nhân sinh, coi nhẹ được mất. Và đến độ tuổi này thì nhìn sự việc này, không còn thấy chướng tai ghê mắt, có nghĩa là thuận nhĩ, không như tuổi trẻ, hiểu biết còn nông cạn, nên trước nhiều sự việc thông thường thì họ thường cảm thấy khó chịu, bực mình. Những phân tích tử vi Phong thủy Gia Cát sắp chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ dựa trên số tuổi, cung mệnh và giới tính của quý vị. Hãy ngồi xuống đây và uống một tách trà cùng đàm đạo về bộ môn tử vi số mệnh cùng với Phong thủy Gia Cát. Từ đó thì quý vị sẽ xem được phần nào thuận và phần nào chưa thuận. Từ đó có sự chiêm nghiệm và truyền lại cho con cháu quý vị đời sau. Gia chủ năm Mạng Giáp Ngọ sinh năm 1954 có cung mệnh thuộc cung Cấn, trực chấp, mạng sa trung kim, vàng trong cát, khắc thạch lựu mộc, con nhà bạch đế, an mạng phú quý, xương con ngựa, tướng tinh con chim chỉ, bà chúa ngọc độ mạng. Khái quát tử vi chọn đời năm Mạng Giáp Ngọ sinh năm 1954 tóm gọn lại trong bài thơ sau: Giáp Ngọ cung Cấn số trai, vàng ở trong cát dáng tìm giàu ngay, số tuổi no đủ mọi đường, phước kiêm phú quý thọ khương một đời, ôn hòa trung hiếu tách người, gia đình giáo dục từ người hiền lương. Bạc tiền không có thì thôi, có thì ai hỏi cũng trao tay liền. Ăn rồi phản phúc tự nhiên, ơn đâu chẳng thấy, oán liền theo tay. Có tánh nóng nảy chẳng hay, gặp ai thách đố ra oai đánh liền. Mạnh yếu người cũng chẳng kiên, ai cản chẳng được, như điên biết gì. Tổng quan, những người tuổi Giáp Ngọ, năm Mạng có một cuộc đời suôn sẻ thuận lợi, gặp nhiều may mắn và cơ hội cả về tài vận và công danh. Những người tuổi này có số hưởng thọ trung bình từ 78 đến 85 tuổi, nhưng tuổi thọ của mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu sống lương thiện, tu tâm tích đức, cống hiến nhiều thì trung sinh lại sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên, nếu như tuổi Giáp Ngọ năm Mạng mà sinh hạ vào một trong những tháng âm lịch 5, 6 và 9 thì cuộc sống sẽ có 3 lần thay đổi trên con đường tình duyên. Tuy nhiên, nếu sinh vào những tháng 1, 2, 7, 10 và 11, 12 âm lịch thì cuộc đời bạn có đôi phần may mắn hơn vì tình duyên chỉ phải thay đổi 2 lần. Những người may mắn nhất là những người sinh vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Chuyện tình duyên của họ vô cùng mỹ mãn và không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào. Gia đạo công danh, gia đạo êm ấm, yên vui. Từ 24 tuổi trở đi, công danh ngày càng rộng mở. Cũng bắt đầu từ trung vận trở đi, những người tuổi Giáp Ngọ năm Mạng sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, tài lộc. Xét trong vận trình năm nay, bản mệnh cần chú ý do gặp phải sao Vân Hớn. Nam bị chiếu bởi mệnh này thì sẽ gặp bất lợi về con đường quan trường. Sao Vân Hớn chiếu Mạng, mệnh chủ nào thì gia đình mệnh chủ đó thường sẽ bị bất an, điền sản bất vượng. Do đó, để vận trình tài lộc của quý vị được hanh thông, thuận lợi, gia đạo bình an, nam gia chủ 1954 nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là pháp khí chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được chế tác từ bạc S999. Mặt trước là biểu tượng Bát Bảo của nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm này bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc suôn sẻ, thuận buồm, tài lộc ngày càng vượng tiến. Hơn nữa, vật phẩm được khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy công năng tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của quý gia chủ được ứng nghiệm thành công. Tuổi hợp làm ăn, Giáp Ngọ, Bính Thân, Kỷ Hợi là những tuổi mà bạn nên hợp tác làm ăn, sẽ mang về cho mình nhiều thành công và tiền bạc. Lựa chọn vợ chồng, các tuổi hợp để đi đến hôn nhân với những người tuổi Giáp Ngọ năm Mạng là Giáp Ngọ, Bính Thân, Kỷ Hợi, Canh Tý, Nhâm Dần và Quý Tỵ. Kết hôn với các tuổi này, bạn sẽ có được một gia đình hạnh phúc viên mãn, tài lộc dồi dào, con cái đủ đầy, nói chung mọi sự đều tốt đẹp. Nếu người tuổi này mà kết hôn với những người nữ Mạng, tuổi Mậu Tuất, Nhâm Thìn thì tình cảm vợ chồng vẫn hạnh phúc, nhưng cuộc sống không đạt được độ giàu có. Còn nếu bạn kết duyên với hai tuổi Ất Mùi và Tân Sửu thì cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở, nguyên nhân là vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Và nếu không muốn chịu nhiều buồn phiền trong hôn nhân thì bạn không nên kết hôn vào các tuổi 17, 19, 25, 29, 31, 37 và 41 tuổi. Ngoài ra, trong hôn nhân và gia đình, để vợ chồng luôn tâm đầu ý hợp, gia tăng tình cảm, vun đắp tổ ấm hạnh phúc,
bản thân người nam là trụ cột cần phải thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn, mang theo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình sẽ giúp bản mệnh tăng cường hòa hợp vợ chồng, hóa giải mâu thuẫn, đem lại cuộc sống gia đình ấm êm. Cụ thể với năm mạng Giáp Ngọ sinh năm 1954, phong thủy gia cát khuyên gia chủ nên sử dụng vòng tam hợp Quý Thần, Dần, Ngọ, Tuất, vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua, kết hợp với ba viên đá mã não đỏ khắc hình ba linh vật Dần, Ngọ, Tuất, mang năng lượng hội tụ chiêu đón quý nhân cát lành cho thân chủ. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, Dần, Ngọ, Tuất cũng cần phải được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng để có thể phát huy được công năng tốt nhất. Tuổi Đại Kỵ, Đinh Dậu, Quý Mão, Kỷ Dậu và Tân Mão là bốn tuổi xung khắc nhất với tuổi Giáp Ngọ năm mạng. Bạn không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với những tuổi này, sẽ tránh được thua lỗ trong kinh doanh hay tình duyên giang dở. Năm khó khăn nhất vào các năm 20, 25, 27 và 34 tuổi, bạn nên cẩn trọng trong tất cả mọi việc vì đây là những năm mà bạn sẽ gặp phải nhiều gian truân, thử thách và trở ngại nhất trong cuộc đời của mình. Những dự định hay những việc lớn quan trọng bạn nên để sang những năm khác thực hiện sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, ngày lẻ, tháng lẻ và giờ chẵn là thời điểm thích hợp nhất để những người tuổi Giáp Ngọ nam mạng xuất hành, đảm bảo mọi sự đều gặp may mắn, thành công trong mọi việc. Diễn biến từng năm, từ năm 20 đến năm 25 tuổi, 20 tuổi gặp nhiều chuyện buồn phiền, suy nghĩ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, năm 21 và 22 tuổi có nhiều cơ hội để cải thiện công việc cũng như cuộc sống, năm 23 và 24 tuổi công việc và tình duyên có nhiều khởi sắc, năm 25 tuổi không có nhiều biến động. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, khoảng thời gian này mọi sự đều tốt đẹp, cuộc sống vô cùng hoàn mỹ. Từ năm 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi công danh sự nghiệp có nhiều bước tiến, 32, 33 tuổi cẩn trọng trong mọi việc như tiền bạc, làm ăn, danh dự hay sức khỏe. Đến năm 34 và 35 tuổi nên chú trọng hơn đến phần gia đạo con cái, nhưng cũng không nên lơ là công việc làm ăn. Từ 36 đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi, người Giáp Ngọ nam mạng sẽ có nhiều niềm vui từ gia đạo. Trong năm 37 tuổi và 38 tuổi, cẩn thận lời ăn tiếng nói, không nên xuất hành đi xa. Hai năm 39 và 40 tuổi, không có biến động nào lớn xảy ra, mọi thứ được duy trì ở mức ổn định. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 và 42 tuổi mọi sự đều vẹn toàn. 43 và 44 phải cẩn trọng trong công việc, công danh, sự nghiệp. 45 tuổi cẩn thận kẻo gặp nạn tai, hao tài, mất của. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi cần chú ý hơn đến gia đạo, đề phòng tai họa bất ngờ vào những năm này. Từ 51 đến 55 tuổi, đây là khoảng thời gian khá yên bình trong cuộc đời bạn, nhưng bạn không nên đi xa hay hợp tác làm ăn và xuất tiền bạc vào các năm này. Từ năm 56 đến năm 60 tuổi, trong khoảng thời gian này bạn nên chú trọng và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, không nên quá ham mê theo đuổi công danh tiền bạc mà làm tổn hại đến mình và những người thân. Bạn nên vừa lòng với những gì mình đang có lúc này. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi trọn đời tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 nam mạng trên đây sẽ chính là nguồn tư liệu hữu ích giúp cho tất cả quý vị. Vạn sự trên đời đều không thể nói một cách tuyệt đối, vậy nên những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ trên đây chỉ mang tính chiêm nghiệm, số còn lại thì phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Người từ 60 tuổi trở đi phải sống thật khỏe mạnh, vui vẻ. Điều này cũng là một trong những sự cống hiến đối với xã hội. Chúc quý vị luôn giữ sức khỏe tốt, sống lạc quan và hạnh phúc.